Hướng về bà con bị ảnh hưởng do bão lũ ở miền Bắc, một nông dân ở Cần Thơ đã vận động hơn 1 tỷ đồng, trong đó bản thân đóng góp 600 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào. Hành động ý nghĩa này đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Xuất thân từ một gia đình nông dân khu vực Lân Thạnh Thay, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, anh Hồ Bác Phiêu dựng lên làm giàu với cơ sở lúa giống mang tên Bác Khem. Phần đóng góp 600 triệu đồng của riêng anh và hơn 1 tỷ đồng gồm quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt gửi đến đồng bào đang chịu hậu quả thiên tai, hy vọng chia sẻ phần nào khó khăn của bà con. Nếu mà là tới tận tay của bà con miền Bắc ngoại, em rất là vui, thấy bà con khổ ngoại mình chịu không nổi. Những đóng góp của người dân cả nước, trong đó có tấm lòng của anh nông dân Hồ Bá Phiêu, không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.